Rồi con xin chào các bác đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có hai cây sườn 700C chuyên nghiệp nha các bác. Đó, nhưng mớ đồ linh tinh còn lại thôi, rồi con đưa mấy bác tham khảo, bác nào thấy được thì alo con ha. Rồi đầu vô giới thiệu cho các bác cái bánh của chiếc xe cổ nha. Đó, cái này là cặp Menon nha. Nó mát in ba đăng ke nè. Cái này cặp đùm này thì nó đẹp, nó trong nè, mát in nó liền luôn nè, cái nắp liền luôn nè ha. Đó, cái bình này, cặp đầm này, cặp đầm cổ xài Việt Nam xưa nha. Nó trên này có cái clip 1 luôn nè. Cái clip 1 này là Govin là cái gì đó của Đài Loan ha, Nhật, Ấn Độ gì như các bác nó, nhưng mà găng này còn xài được ha. Cặp niền này là cặp niền lông đền nha, lông đền sắt. Nhưng mà cái này là chỉ chơi được thôi, nhưng chứ không có đẹp, không có ấy nha. Con bán cái giá này mấy bác đừng có tưởng tượng nó đẹp, hỏi con đẹp không thì con cũng không biết đường trả lời luôn. Nè, nó mấy cái viền này là nói chung là nó theo thời gian nó có, là nói chung là hàng nội địa xài Việt Nam từ xưa giờ nên nó cũng có cũ theo thời gian hết nha. Đó, con cái mấy bác chơi mấy chiếc xe xưa mà kiếm được cặp bánh gì mà lắp mấy chiếc xe bèo bèo thì nó cũng là khá là đẹp rồi. Chứ không phải là nó đẹp theo cái kiểu nội địa thôi, chứ không phải là đẹp theo kiểu mà xuất sắc được nha. Mình nói thẳng cho nó rõ ràng là cái nào cũng vậy chứ. Nó bên trước nè, nó chữ nghĩa thì đấy nè. Nó mà đồ này là con chắc cú là đồ Việt Nam xưa làm, chứ không có đồ Pháp đồ tiếp thì vậy chứ. Đó, đồ này đồ Sài Gòn làm. Lông đền sắt hôm trước cũng làm sắt ngon lành hết nè. Vậy mấy bác xài chạy thôi, chứ còn nói đẹp thì nó không có đẹp xuất sắc như hay là gì đó, hay so sánh thì nó không so sánh được với ai hết. Hai bên này ha, nó có mấy cái màu thời gian nó nhiều dữ lắm nha bác, nó chi chít, nói chung là chỉ xài được thôi, chứ còn nói mà để so sánh là đẹp hay là gì đó thì không có so sánh được với ai hết. Rồi cặp này con giao lưu là 750 cao ship nha. Nó mấy bác nào thấy được alo con nha. Nghe mới lắp chiếc xe xưa chạy một clip là ngon lành luôn nha. Được cũng mang tiếng đùm Pháp nha, Menon hàng cổ nha. Bác nào thấy được alo con. Mới đồ linh tinh ngày hôm qua còn lại luôn, đưa lên luôn. Rồi cặp bi đanh này là cặp bi đanh sắt Việt Nam xưa nè. Đó, cặp bi đanh lắp xe đẹp nè, con gái là bền nữa nè. Mà sao không bác nào chốt nha. Rồi cái 150 cao ship luôn. Đẹp luôn, dạ quan đầy đủ nè, nắp tiết đầy đủ ha. Đó, 150 cao ship. Hàng chỉnh, hàng Việt Nam xưa ha. Cái nào thấy được alo con ha. Rồi cái bộ giò nè, bộ giò tài leo mẹ hôm qua con có nói với mấy bác rồi đó, hôm qua bán 350 hôm nay mua. Rồi các bác nào khéo tay cái chân nha, về đắp chế hay gì đó ha. Một bên thì là ít trong lít, một bên là Naminat nha, Naminan gì đó, nhưng mà kiểu giống như nhau nè, là hàng của Pháp hết đó. Nhìn cũng giống nhau luôn, giống bộ luôn, y phun bộ, giống bộ luôn. Con cái là cái chữ nó khác rồi. Rồi con này giao lưu là 300 luôn, 300 bao ship nha. Rồi cái cặp bidan mỏ quạ nè, bằng nhôm ngoài sắt nè. Rồi cặp này thì cũng còn khá là chân tu, nhưng con cái là ở ngoài bằng sắt thì nó rỉ hết rồi. Cái này là nắp miết đầy đủ. Nói chung là bán có 350, mấy bác cần chê hay sao không thấy chốt. Rồi hai cái nắp không lấy đập được hai cái nắp xịn, nó nhầm khi nó mắc hai cái nắp, cái lần bán có tiền. Cái cặp bidan kia là bán 350 cặp này mấy bác chê. Rồi giao lưu bớt 20 cà phê 330 bao ship. Đó, bác nào thấy được alo con ha. Mình khi mấy bác cần hay mua hai nắp hay không thì mua hai nắp không, muốn bằng tiền mua cặp bidan luôn. Rồi con có ba cái clip nè. Một cái clip này là cái clip săn tua ha. Săn tua cổ ha. Đó. Mát in da bằng ha. Clip này chỉ có hai cháu, thằng cô hai cháu nè. Gần thì nó dày, bác thấy y như là mới chưa xài. Clip 5 ha, 245. Rồi cái clip thì con giao lưu là 530 cao ship nha. Đó, 530 cao ship, bác nào thấy được alo con. Đây một
Clip 6 cũng Made in China, hàng này cũng còn chưa xài gì hết, ăn gì vuông rất ngon lành ha. Đó, cũng chó kêu cái két luôn, ngon lành. Chỉ có cái là đồ Trung Quốc thôi, chứ Trung Quốc chánh hãng nha, chứ không phải là Trung Quốc kiểu mà Trung Quốc về Việt Nam làm cái giá bộ nói của Trung Quốc nhiều khi cũng mang tiếng. Đó. Rồi cái này 130 cabo ship nè, cho bác nào chơi xe bình thường không cần cầu kỳ nữa. Rồi cái clip này là cái clip thả nha, cái clip thả 7 găng cũng vậy như mới luôn, mát in da bằng ha. Đó. Clip này là clip thả nha các bác. Đó. Rồi như là nước sơn chưa chạy luôn nè, thấy không? Nó liếp cái găng nó vuông dứt, cái sơn nó chạy mới xịt. Rồi cái này là 450 cabo ship nha. 450 cabo ship. Bác nào thấy được alo con. Rồi con có một cái đầu này, cái đầu carré nữa ha. Cái đầu carré này, carré là của Pháp nha. Hàng này là hàng của Pháp xài ở Việt Nam xưa nha. Đó. Nói chung là nè, có vết thời gian thì đầy đủ ở trên này chứng kiến bao thăm trầm luôn ha, của xã hội nè. Đó. Đây đây chỗ này nè, đó nó chạy chùa nè, nói ha. Ừ. Nói chung là nó chứng kiến bao cái sự thâm trầm thay đổi của xã hội luôn, của mình luôn nè, đầy đủ hết trên này ha, nó ghi dấu lên hết trên này luôn. Rồi hàng Việt Nam xưa, ủa hàng Pháp xưa ở Việt Nam xài tới bây giờ nha các bác, nó chứng kiến lịch sử Việt Nam luôn ha, bao thăm trầm của xã hội con người Việt Nam luôn. Bác nào yêu cái sợi đồ cổ rồi về thì chơi cái này còn gọi là xuất sắc được nha, được theo cái kiểu đồ nội xưa xài Việt Nam nha, chứ không là không phải là được theo kiểu mà Tây đem về nha, các bác không có so sánh gì được chết con à. Rồi cái bộ này con giao lưu là 1.500.000 bao ship nè, nó 1.500.000 bao ship cho cái bộ đầu carré này nha. Ừ, bác nào thấy được alo con. Còn hôm qua bán nguyên đống chân trống, còn lại 2 cây duy nhất. Rồi cái cây chân trống chữ A này hàng Việt Nam xưa làm luôn. Ừ. Bắt xe nhôm ha, xe sắt xưa gì được hết nha, Ugago hay là xích tật lin hay là mà đu lút gì là được hết, nói chung là dòng xe xưa là được hết. Rồi cây chân trống này hôm qua bán 730 không ai mua luôn, bữa nay bán 700 thôi. Đó, bác 30 cà phê, giảm 30 cà phê cho mấy bác vui vẻ thôi, còn không bác không giảm được nữa, tại dòng này dòng nó cũng không có rẻ tiền. Rồi một cái chân trống sắt này có cái hiệu là gì đó, Gravet gì ha, còn không thấy u không thấy đóng hiệu mắc in gì nha, nó bằng sắt. Cây này thì cái đế dày nè, bằng mũ đẹp nè, nhưng con gái nó dài, nhưng cây này chống 680 thì tốt nha, chống cái chân xe 680 thì ok ha, còn nếu mà chống 660 thì nó hơi cao. Đó, ở trong này nó kiểu nó đẹp ghê không, nó có cảnh luôn nè, uống công công luôn. Con trống này thì nhà bác chơi xe sắt cổ 68 lắp con trống này vô là đẹp luôn, và so rồi là ngon lạnh luôn, không có lúc lắc không gơ luôn. Đó, rồi 200k bao ship nha. Rồi cái chuông sắt này luôn nè, hôm qua còn cây kia con cây con vỏ bán rồi. Rồi cây này thì 230 bao ship nè. Đó. 230 bao ship cho cây này, bác nào thấy được thì alo con. Rồi cặp ngàm đi cơm chân trắng này luôn nè, nổi bán hai con ốc thao này không cũng được 200.000 này nè. Đó, mà mấy bác không mua nè. Hai con ốc thao này thôi bán được 200.000 mà bác không mua nè. Ừ. Đó, đây một con ốc nó đau nữa nè. Rồi bộ này là con giao lưu là 300k bao ship nha. Ừ, gom là mòn hết đi nha mấy bác, tự xử nha. Đó, là thấy được alo con nha. Rồi hai con chuồng chuồng trước của Hugo của Pháp. Rồi bán 230 luôn. Đó, cho dễ chơi. Bác nào thấy được alo. Rồi con giới thiệu cho các bác một cây sườn này luôn. Cây sườn đua chuyên nghiệp nha, của hãng Tanger. Chợ giữa, dáng cổ đầy đủ, cúc yên đầy đủ, không dính ha. Cây này thì chiều cao 53 ngang 55. Nó màu thì màu sữa sữa, đẹp trước sữa.
đẹp là đẹp cái sườn đẹp nha, còn cái sơn này thì nó không có chóc chạy nè ha. Nó đẹp là con nói thường thường con nói đẹp nó hai cái, có hai cái đẹp, một là con nói sơn đẹp tức là cái sơn nó đẹp, còn hai đẹp đẹp là cái sườn nó đẹp, cái sườn nó, cái kiểu dáng nó đẹp nó. Muỗng sâu chắc co đẹp nha, số cái này là 735 ha. Nó nước sơn thì cũng có cũ rồi ha, không có bì được, tem zin toàn bộ. Đây chén cổ thì theo xe ha, cũng có dơ theo thời gian nhưng mà xài thì ok hết. Đây kiếm da sẹ ngon lành nha. Móc nè, đẹp như mơ luôn. Đó, không có gọi là quát rộng hay là cong dên hay là méo mó gì hết nha. Mấy cái đó là không có trên ấy ha. Đây, âm dây liền với sườn, nó cực kỳ độc luôn. Dây người ta có cái muỗng, cái miếng này ha. Nè, cái này nó dính nè. Nè, mấy bác thấy không? Chùi chùi cái xuống giới luôn. Đó, đó. Đây, đuôi đây tăng đưa con ốc còn cực kỳ đẹp luôn nè, không có bị gãy, không bị méo luôn nè. Nó hai ngóc tăng đưa nè, đó. Cái móc tăng đưa là cực kỳ đẹp luôn, không có ấy nha. Sườn này đóng cái gì đây? Đóng Shimano, đóng xi tăng mà sơn tua đây không biết. Đó, móc đẹp cực kỳ. Con này là bắt thúc nha. Xe đua chuyên nghiệp nha, nó khác nha các bác. Còn xe 700c thường nó khác nha. Rồi, cốt yên ngon lành không dính nha. Rồi, cái sườn này con giao lưu là 2.250k bao ship. Bác nào thấy được alo con nha. Rồi, con có một cây này luôn, 700c chuyên nghiệp đó nha. Con này thì cao 53 luôn. Ngang 53 luôn nha. Cao 53 ngang 53, con này ngang 55. Con này dài, ca dài con này chút. Con này màu sơn thì nó xấu luôn ha, mà cái sườn cực kỳ đẹp luôn nha, mà đẹp mà còn hiếm nha các bác. Nó cắt chất lô ha, muỗng nè, nó đẹp nè, thấy không, nó có khuyết vô hai chỗ này ha, cái chữ cắt lô đứng ở giữa ha. Đó, ốc đồ đẹp nè, có vị ngon lành ha. Đó, đây miếng chả của cái cậu cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, đuôi si nè, đuôi si các bác thấy không, đuôi si nè, đó, đuôi si thấy không, ốc tăng đưa nè, còn đẹp luôn nè, đuôi si nè. Nè, đóng cái này là Shimano EF nè, đó, Shimano EF nè. Đó, găng con bao các bác, găng đẹp nha, đây con mới gỡ luôn, cái đầu trục đó con bán cho người ta nha, không có. Chén cổ theo xe màu đen ha, kiếm dài sệ si nguyên kê kiếm luôn nha, kiếm dài sệ si nguyên kê kiếm đó. Này cái này mấy bác về mấy bác chỉ việc tẩy thôi nè, móng đóng Shimano nè, đẹp nha, si mà cái kiếm si nó khác chứ. Đó, màu sơn như này nó có xấu nữa ha, mấy bác về muốn sơn lại hoặc để ghim gì chơi cũng ok, ngon lành không có gì hết. Tem tiết rồi ghim hết nha, toàn bộ. Nội si bây giờ mới bóc con trai ha, bên đây dưới bóc con trai nha. Đây thì nó hơi nó xíu nước nó bị tóc bóc trước á, nó hơi bị hơi cũ tí xíu, có màu thời gian trong này rồi ha. Ở đây bóc cái miếng ha, là cực đẹp luôn. Còn nếu mình không thích bọc thì mình cứ chơi cho kiểu viên thôi. Nó con cũng thích kiểu viên đó. Đó, cái kiếm si nè. Sườn mà si sáo gió cái này nó bắt kiếm đâu ra. Nó yếm cho đầu ngón tay. Nè, chắc con nè, nó đẹp nữa, dài ghê hồn. Rồi, cái sườn này là con giao lưu là 2.600k bao ship nha. Đó. Bác nào thấy được alo con nha. Đó, đồ đẹp cũng có rẻ, mà rẻ thì không bao giờ có đẹp được cái gì thôi. Rồi bác nào thấy được alo con.